cái đơn vị trung gian, đó là cái ví gốc của điện thoại. Mình đồng ý thì mình nạp vào mình sử dụng thôi, còn mình không đồng ý thì thôi, không ai ép mình làm cái điều đó. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Khi mà chúng ta đọc cái roadmap của mảng P thì chúng ta sẽ thấy rằng ở cái mục của VP thì mình sẽ có một cái phần, đó là cái phần hướng tương lai, và người ta có một cái đề cập khá là hay mà chúng ta cũng cần quan tâm. Ngoài cái vấn đề liên quan đến mã QR đang có đề cập trong cái video trước, đó là cái việc tích hợp VP vào ví gốc của điện thoại để tạo điều kiện truy cập dễ dàng hơn trong P-commerce. Thì mình có thể hiểu cái này ở đây đó chính là mạng P họ muốn đưa cái đồng P nó phổ cập hết mức có thể. Và cái vấn đề ở đây chúng ta sẽ hiểu cái câu đó là ví gốc của điện thoại là như thế nào. Thì đây là một số cái quan điểm cá nhân của Thắng để chúng ta có thể có một góc nhìn nó trực quan hơn về cái việc liên quan đến cái ví gốc của điện thoại nha. Thì trong cái quá trình trải nghiệm của Thắng ấy, thì Thắng thấy rằng chúng ta đang sử dụng hai cái điện thoại phổ thông. Thứ nhất đó là cái điện thoại Android nói chung chung, và thứ hai là điện thoại của Apple, đó là iPhone. Thì đối với điện thoại Android thì chúng ta có rất nhiều hãng, ví dụ như là Oppo, Samsung hay là Sony gì đó. Thì tựu chung lại những cái điện thoại Android ấy, nó sẽ có cái kho ứng dụng có tên là CH Play hoặc là Google Play. Còn đối với cái ứng dụng của iPhone ấy, thì nó có cái App Store các bạn. Vậy thì để mà mua được cái ứng dụng ở trên các cái kho ứng dụng đó thì các bạn bắt buộc phải có cái Google Pay và các bạn bắt buộc phải có cái Apple Pay. Thì đây là hai cái phần nó giúp chúng ta có thể mua các cái ứng dụng trên kho ứng dụng ở cái thời điểm ban đầu. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại ở trên lãnh thổ Việt Nam thì Google Pay và Apple Pay nó cũng đã hỗ trợ ngang bằng với những cái quốc gia khác trên thế giới. Đó là việc chúng ta có thể tích hợp cái Apple Pay ở Việt Nam đối với cả trên các cái thiết bị của iPhone, iMac, MacBook, hay là tích hợp luôn cả trên cái đồng hồ iWatch của iPhone đó. Rồi đối với Google cũng thế, nó cũng có tích hợp cái tính năng này. Tức là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái Apple Pay, Google Pay để chúng ta đi ra các cái cửa hàng nào đó, chúng ta muốn sắm bất cứ một cái thứ gì cả. Thì đối với cái Google Pay này, nó có thể là chưa phổ thông cho lắm. Thực ra là thằng nó đã ra mắt khá là lâu rồi các bạn. Và mới đây thôi, nó cũng mới cách đây Thắng nghĩ rằng như khoảng đâu đó 1 năm thì là cái Google Pay nó cho phép chúng ta thêm các cái thẻ ngân hàng của Việt Nam vào, chúng ta có thể thêm các ứng dụng của Việt Nam vào như là Momo Pay, Zalo Pay vào đây được đó. Thì đối với Apple Pay thì cũng thế, các bạn có thể thêm bất cứ một cái thẻ ngân hàng nào. Bây giờ Thắng đang sử dụng một chiếc iPhone XS và Thắng đã tích hợp cái ngân hàng Tiên Phong Bank vào trong cái Apple Pay rồi. Thắng hoàn toàn có thể sử dụng nó để đi các cái siêu thị để mua sắm bất cứ một cái điều gì đó. Thì đây là hai cái phần chúng ta gọi là hỗ trợ thị trường Việt Nam, và nó được coi là một cái ứng dụng ví gốc các bạn nha. Gốc ở đây là nó được xuất xa từ cái nguồn xưởng của nhà sản xuất và nó không được tạo bởi một cái bên thứ ba đó. Trừ cái trường hợp cái bên thứ ba này nó hợp tác sâu vào trong cái hệ thống lõi của nó, và ví dụ như là Samsung Pay chẳng hạn, nó là một cái bên họ hợp tác sâu, tức là nó tích hợp luôn vào cái hệ điều hành khi mà nó xuất xưởng, thì đó cũng được tính là một cái gọi là ứng dụng gốc của điện thoại nha. Vậy thì hai cái ứng dụng này nó rất là quan trọng, và chúng ta coi nó là cái điện thoại sử dụng cái ví gốc. Và cái mục tiêu của mảng Pi ấy, nó cũng muốn là làm được cái điều này, đó là tích hợp được cái đồng Pi vào trong cái ứng dụng gốc như này. Và chỉ cần Pi được tích hợp vào hai cái này thôi thì bạn hoàn toàn có thể đem Pi để xài bất cứ một cái nơi nào mà nó hoàn toàn hợp pháp nha. Dù cho mạng Pi có hiện diện thương mại hay không thì nó đều hợp pháp. Nhưng với một cái điều kiện, đó là mỗi một quốc gia, mỗi một vùng lãnh thổ nó sẽ có một cái quy định thuế khác nhau các bạn nha. Ví dụ như các bạn thêm thẻ Visa vào trong cái Apple Pay thì cái mức thuế nó sẽ được tính theo cái chỉ tiêu của Apple Pay. Ví dụ Apple Pay thỏa thuận với ngân hàng nhà nước Việt Nam hoặc thỏa thuận với cái thuế ở Việt Nam chẳng hạn là bao nhiêu phần trăm thì người dân phải chịu cái mức đó. Đó là cái điểm mà mình phải chấp nhận. Thì ví dụ như Pi nó yêu cầu là 20% chẳng hạn thì người dùng chúng ta buộc phải trả 20%.
Ví dụ như các bạn mua một cái sản phẩm hết 0,8 pi nhưng bạn phải trả nhiều hơn 0,8 pi, ví dụ thế. Hoặc là 1 pi thì bạn phải trả nhiều hơn là 1 pi là 20% là 0,2 pi. Thành ra là bạn phải thanh toán cho một cái sản phẩm 1 pi với mức giá là 1,2 pi. Đó, ví dụ là như thế. Thì đấy là cái điểm mình sẽ thấy rằng là cái mức thuế ở mỗi quốc gia sẽ là khác nhau. Nhưng mà cái mức giá pi ở mỗi một quốc gia sẽ là giống nhau. Đó. Thì đấy là cái điểm mình sẽ nhìn thấy ở hai cái này. Thì bây giờ Google và Apple Pay nó đã hỗ trợ Việt Nam giao dịch thanh toán truyền thống rồi. Cái điểm quan trọng nhất là khi nào mà chúng ta thấy được tích hợp thôi. Và khi mà điều đó nó xảy ra thì bạn có thể mua hàng online này, cả có thể đăng ký các ứng dụng khóa học, donate, vân vân, hoặc bạn có thể thanh toán offline tại các trung tâm thương mại truyền thống, ví dụ như là Vincom, Bixi, Grab. Đó. Thì đấy là cái điểm thằng thấy nó rất là hữu hiệu. Còn đối với các cái đơn vị bên thứ ba, ví dụ như ở thời điểm tại theo Thắng biết ấy, thì là chúng ta có PayPal. Chúng ta có cái PayPal này thì hiện tại nó đang cho thanh toán online thôi chứ nó chưa hỗ trợ ở Việt Nam các bạn. Ví dụ như các bạn mua những cái sản phẩm ở các cái quốc tế thì bạn có thể thanh toán bằng PayPal được. Ví dụ như Thắng mua tên miền của website của Thắng nhá, thì nó cũng cho phép thanh toán bằng PayPal, hoặc một số các cái ứng dụng khác nó cho phép thanh toán thì được. Còn ở Việt Nam thì nó chưa có ứng dụng gì đối với cái PayPal này. Và thực tế mà nói thì bạn có thể sử dụng để nhận tiền vẫn được, bạn có thể rút tiền về Việt Nam được, nhưng mà cái phí nó hơi cao một chút và cái thời gian có thể lên đến 30 ngày nhận được. Và như Thắng đã chia sẻ từ cái phần trước đó là cái Samsung Pay các bạn. Cái Samsung Pay này nó cũng thế, nó được tích hợp sâu vào trong cái hệ điều hành Android của Samsung và nó cũng hỗ trợ rất nhiều các cái thẻ ngân hàng Việt Nam rồi. Tuy nhiên thì Thắng chưa nghe bất cứ một cái thông tin gì liên quan đến Samsung Pay hỗ trợ crypto. Mà thế hiện tại mình thấy có PayPal nó đang hỗ trợ thôi. Còn đối với Google Pay, Apple Pay ấy, thì nó chưa có một cái thông tin cụ thể. Ở Việt Nam nó cũng chưa có thông tin cụ thể về cái điều này. Còn ngoài ra thì những cái ở Việt Nam như là Momo Pay, Zalo Pay thì thực sự là chúng ta chưa thể nào mà biết được là khi nào nó hỗ trợ những cái vấn đề liên quan đến crypto. Bởi vì thực ra ở Việt Nam thì cái khung pháp lý về crypto nó cũng chưa thực sự là được ban hành. Chúng ta cũng không biết rõ chính xác. Thì cái mục tiêu này nó là mục tiêu khá là dài. Nhưng mà khi mà đạt được cái điều này, ta nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng Pi một cách hợp pháp. Đó, thì đây là cái điểm mà chúng ta nói về ba cái gọi là gốc của nó. Thì Pi nó sẽ tích hợp sâu vào cái ví gốc của điện thoại, sẽ giúp Pi trở thành một cái loại tiền tệ ngang hàng với tiền fiat. Có thể là xảy ra ở Việt Nam khá là muộn, nhưng nó sẽ đưa đến các cái quốc gia khác trước. Có thể, ví dụ các bạn có thể nhìn thấy theo từng cái giai đoạn khác nhau. Ví dụ như là Google Pay, Apple Pay ở Mỹ nó hỗ trợ đầu tiên. Sau đó mà các quốc gia khác ở châu Âu rồi một quốc gia của châu Á rồi mới đến Việt Nam đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi những cái điểm tương như vậy. Ví dụ như chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ họ cho phép tích hợp đồng crypto vào trong Google Pay hoặc là vào trong Apple Pay hả? Thì hoàn toàn về mặt lý thuyết Pi nó cũng là một loại crypto mà, thì nó hoàn toàn có thể được tích hợp vào trong đó. Thì khi mà cái sự thanh toán nó trở nên đơn giản hơn, rõ ràng rồi các bạn trong người có Pi chẳng có lý do gì các bạn phải thanh toán bằng tiền pháp lệnh cả. Chúng ta hãy sử dụng cái đồng Pi thì nó có phải là tốt hơn không? Đó, thì nó phổ thông bằng cách từ từ rồi dần dần Việt Nam nó sẽ chấp nhận, thì chúng ta hoàn toàn có thể tích hợp cái điều đó khi nào mà cái mức thuế nó đạt được giữa người dùng và cái đơn vị trung gian, đó là cái ví gốc của điện thoại. Mình đồng ý thì mình nạp và mình sử dụng thôi, còn mình không đồng ý thì thôi, không ai ép mình phải làm cái điều đó. Nhưng nếu mà muốn sử dụng ở Việt Nam thì phải trả thuế, cái thuế này nó sẽ tự động nó sẽ khấu trừ vào trong cái số số trong ví của mình đó. Thì cái đó là cái điều mà chúng ta không phải lo là ui làm thế nào để người ta thu thuế của Pioneer, nhà nước họ tự có cách để họ thu được hết, chúng ta không cần phải lo về cái điều đó. Mà cái điều chúng ta đừng quan tâm đó là khi nào nó hỗ trợ để chúng ta sử dụng thôi, thà mà mình đóng thuế và được sử dụng hợp pháp còn hơn là sử dụng bất hợp pháp, như vậy là không tốt đúng không ạ? Thì chúng ta sống trong môi trường thì chúng ta tôn trọng cái pháp luật, chúng ta thượng tôn pháp luật, nên cái điểm chúng ta cảm thấy nó thoải mái hơn, yên tâm hơn. Và thắng nghĩ rằng chẳng ai trong số chúng ta đang xem cái video này chúng ta thấy khó chịu về cái điều này cả, bởi vì thắng nghĩ rằng là gì, là chúng ta khai thác pi một thời gian dài mà chúng ta có số pi đủ lớn thì chúng ta không cần phải lo lắng về cái chuyện là cái mức thuế nó cao hay thấp. Cái quan trọng nhất là mình quan tâm ấy, nó là khi nào nó hỗ trợ và một pi nó có giá bao nhiêu thôi. Ví dụ như pi có giá cao cao thì cũng sót sót đó. Nhưng mà dù sao thì nó được hợp pháp còn hơn là chúng ta phải chấp nhận là nó không có cái giá trị gì để mà lưu hành thì cũng không tốt. Và để làm được cái điều này thì rõ ràng là cái đồng pi ấy
nó phải có một cái khung tham chiếu với cái mức giá của các loại tiền khác nhau. Ví dụ như ở đây mình có thể thấy là USD, Euro, CNY của Trung Quốc hay là chúng ta thấy Việt Nam đồng. Và các bạn có thể nhìn thấy ở cái mục đang tiến hành của cái phần này, nó có ghi là mở rộng backend P-Wallet để tích hợp dễ dàng hơn với các ứng P khác nhau. Đó, thì ngoài cái việc nó mở rộng cái backend này, nó cho các ứng dụng P, thì cái backend này nó cũng rất là quan trọng, cái API đó, để nó sẽ kết nối với các cái ứng dụng bên ngoài. Đó, để làm sao mà nó giúp cho cái đồng P nó trở nên phổ thông, hoặc thậm chí tốt hơn nữa mà chắc chắn là sẽ xảy ra, đó là các cái ví bên ngoài nó cũng hỗ trợ cái chuỗi P, và mình hoàn toàn có thể nạp P lên trên cái khu vực đó để chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ở các cái nền tảng bên thứ ba, hoặc đơn giản hơn thì mạng P họ sẽ tiến hành nâng cấp cái ví P trở thành một cái dạng thức plugin giống như những cái ví Web3 khác như là OKX, như là Trust Wallet hay là MetaMask để mà sử dụng đơn giản hơn. Và chúng ta hoàn toàn yên tâm bởi vì những cái số pi trên cái môi trường internet nó lưu hành bên ngoài á, dù cho cái ví đó không có KYC gì cả, nhưng nó cũng phải đến từ cái nguồn ví đã được KYC, nên là những cái số pi đó là hoàn toàn là được xác thực, chứ nó không phải là cái số pi mà không xác thực được nữa. Cho nên tại sao ở có thể bây giờ mình có thể nhìn thấy là mạng pi họ đang làm rất mạnh về cái việc là hạn chế tối đa những cái tài khoản ảo, tài khoản giả bằng cách đưa ra cái cơ chế ân hạn KYC. Tất nhiên bây giờ mình thấy nó khá là đơn giản và chưa có cái gì đặc biệt. Ai có cái đồng hồ bộ đếm thì chúng ta cần lưu ý thôi. Còn đồng hồ nó không đếm ấy, thì cũng không phải lo lắng gì cả. Còn đối với bản thân Thắng thì không có tài khoản nào bị đưa ra đồng hồ cả, chứng tỏ là cái KYC nó đã hoàn tất. Nó chỉ có đợi xét duyệt cũng như là đợi làm sao mà đưa pi về ví thôi. Đó. Còn những bạn nào mà có cái đồng hồ thì các bạn kiểm tra lại xem mình có thiếu bước nào không. Nếu như mình đủ bước rồi thì chúng ta sẽ cần phải làm thêm một cái bài xác minh thực thể sống gì đó thì nó mới cho chúng ta qua là như vậy. Rồi, cái vấn đề thứ hai nữa đó là Google, Apple, PayPal hay là Samsung Pay nó phải cho phép tích hợp cái VIP vào trong ngân hàng của họ. Thực ra nó chỉ cần cho phép crypto thôi, và Pi bản thân nó cũng là một dạng thức crypto, cho nên là nếu như nó hỗ trợ thì nó sẽ giúp chúng ta có thể, một là kết nối trực tiếp cái ví Pi của chúng ta tới Google, Apple hay PayPal, và cái thứ hai ấy, là nó sẽ tạo cho chúng ta một cái ví chứa cái đồng Pi được mà chúng ta nạp trực tiếp và cách chúng ta gửi cái đồng Pi đó lên trên cái ví Pi của cái Google, Apple, Samsung Pay hay là PayPal. Nó giống như kiểu là chúng ta dùng cái Momo ấy, chúng ta có thể tích hợp cái thẻ ngân hàng Vietcombank vào đó đúng không? Thì khi chúng ta thanh toán mua cái vé xem phim chẳng hạn, nó hỏi chúng ta là bạn thanh toán bằng hình thức nào? Một là bằng tiền trong Momo, và hai là lấy trực tiếp từ cái tài khoản Vietcombank đó, hay là bạn mua hàng trên Shopee thế thôi, nó có cái Shopee Pay đúng không? Thì cái Shopee Pay đó nó sẽ liên kết với cái tài khoản ngân hàng của chúng ta, ví dụ như ngân hàng quân đội MB. Thì lúc mình thanh toán bằng Shopee Pay nó cũng hỏi chúng ta, một là lấy tiền từ trong cái Shopee Pay đó, và hai là trừ thẳng trực tiếp từ cái ngân hàng MB đó, thì cái nào cũng được, nó vẫn được coi là tính thanh toán từ từ Momo. Thì đối với Google cũng vậy thôi, nó cho phép chúng ta, một là chúng ta lấy cái Pi từ trong cái ví có sẵn của Google, và hai là chúng ta có thể lấy trừ trực tiếp đối với cái VP của chúng ta. Nhưng rõ ràng để an toàn hơn thì chúng ta nên sử dụng cái hình thức là dùng ví có sẵn. Như vậy là cái ví của mình nó chẳng có liên kết gì cho lắm, chỉ là chúng ta gửi cái đồng Pi vào đó thôi. Đó thì tùy vào mọi người. Thì đấy là cái điểm mà mình sẽ nhìn thấy ở cái Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay. Đó. Khi nào mà nó cho phép chúng ta nâng cấp cái đó thì chúng ta thấy thôi. Đó. Rồi, thì trên đây là những cái thông tin rất là nhanh cho cô chú anh chị của bạn về cái việc tích hợp ví Pi vào ví gốc của điện thoại. Đó chính là những cái ví gốc nó được xuất xưởng từ cái nhà sản xuất và nó không có chịu tác động từ cái bên thứ ba. Chủ yếu là chúng ta nói về Google Pay, Apple Pay thôi. Còn những cái đơn vị bên thứ ba kia thì có thể là nó không nằm trong cái tầm kiểm soát của Picotin. Họ chỉ đang đưa cái đồng Pi nó trở thành một cái ứng dụng điện thoại. Cho nên là những cái thanh toán bằng điện thoại thì chúng ta sẽ nhớ đến đó là Google Pay và Apple Pay, hai cái đó. Thì hy vọng là trong tương lai mình sẽ nhìn thấy những cái bước đi rất là tuần tự. Thứ nhất là Apple Pay, Google Pay chấp nhận crypto, nạp vào đó để thanh toán. Cái thứ hai đó là chấp nhận Pi.
Và cái thứ ba là nó sẽ sử dụng ở một số các cái quốc gia tiên tiến trước như là Hoa Kỳ, châu Âu, ở đó là người ta có cái khung pháp lý rõ ràng về crypto rồi. Còn đối với Việt Nam, chúng ta là một nước chưa có khung pháp lý về điều này, chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm một cái bước nữa, đó là ra mắt khung pháp lý crypto và chấp nhận crypto như là một dạng thức có thể thanh toán trả phí ở Việt Nam. Thì đấy là cái điểm mà chúng ta sẽ chờ đợi, nó sẽ là một cái phương án khá là dài hơi các bạn. Thì pi đầu tiên cũng phải mainnet trước đã, mainnet xong rồi có giá rồi, có giá rồi thì bắt đầu mới mới đi đàm phán được với các đơn vị bên thứ ba được, chứ nó không phải đơn giản là cái việc là chúng ta đùng một cái là mọi người họ chấp nhận ngay. Đó. Cũng giống như chúng ta thấy rằng một cái cộng đồng nó ra mắt thì có những người họ thích, có những người họ không thích, có những người họ tin, có những người họ anti. Đó, thì đó là cái điểm rất là dễ hiểu ở bất cứ một cái dự án nào, chả cứ về mạng pi đâu. Ngày xưa đối với Bitcoin cũng vậy, Ethereum cũng vậy, hay bây giờ rất nhiều những cái dự án khác, có những người họ vẫn có những cái thành kiến đối với những cái dự án kiểu ví dụ như ở Hàn Quốc chẳng hạn, nó cũng không không tốt chẳng hạn, ví dụ thế. Chúng ta cứ nói thế thôi, chứ chúng ta vẫn đang dùng điện thoại Samsung đấy thôi, chúng ta vẫn dùng Samsung Pay của họ, có cái gì là không tốt đâu. Đó, tóm lại là mình thấy nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình, phù hợp với cái môi trường của mình thì mình sử dụng, không không thì thôi mình bỏ qua nó, chứ cũng chẳng ai ép ai là phải sử dụng Apple Pay, phải sử dụng Google Pay. Cũng có những người họ còn chẳng biết Google Pay, Apple Pay là gì, họ chỉ biết là sử dụng một cái điện thoại bình thường thôi, thì họ có thể hoàn toàn sử dụng đồng pi bằng cách chuyển thông qua ví. Đó, nó không phải là cái điều bắt buộc, nhưng nó cho thấy rằng là cơ hội cho cái mạng pi, hay cơ hội đúng hơn cái cơ hội cho cái ví pi và cái đồng pi nó được hợp thức hóa một cách đơn thuần và tự nhiên nhất. Đó, thay vì là gặp các cái chính phủ xin xỏ này kia, cái điều đó là cái điều tất nhiên có thể nó sẽ xảy ra ở một số các lĩnh vực nào đó, nhưng thằng nghĩ rằng đối với crypto thì nó không cần thiết mà nó sẽ đến một cách tự nhiên hơn. Rồi, thì trên đây là một số những cái chia sẻ nhanh của Thắng về cái việc tích hợp ví pi vào cái ví gốc của điện thoại. Tôi hy vọng mọi người thấy nó hữu ích và hãy lan tỏa nó cho những ai chúng ta muốn tìm hiểu về cái việc tích hợp ví pi vào cái gốc điện thoại như thế này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.